Theo tính toán của Bộ Y tế, nếu số lượng vaccine về đủ khoảng 110 đến 150 triệu liều vaccine trong vòng 3 đến 6 tháng còn lại trong năm nay, ước tính một ngày chúng ta sẽ tiêm khoảng 300.000 đến 500.000 liều một ngày và đảm bảo hoàn thành chiến dịch tiêm chủng. Hiện đã có những đơn vị ký cam kết từ nay đến cuối năm cung cấp khoảng 110 triệu liều vaccine. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang cố gắng tiếp cận các nguồn vaccine khác để đạt số lượng 150 triệu liều vaccine như trong nghị quyết số 21 của Chính phủ đã giao cho Bộ, để tổ chức chiến dịch tiêm từ nay đến hết năm 2021. Với số lượng vaccine, các đơn vị đã cam kết chuyển về Việt Nam trong năm nay khoảng 110 triệu liều. Bộ Y tế đang làm việc với Bộ Quốc phòng để rà soát và thống nhất việc xây dựng các kho bảo quản vaccine tại 7 quân khu, quân đoàn, đặc biệt là vaccine, phải bảo quản ở độ âm sâu.